Giờ hâm vợ đúng không? Dạ hâm vợ em á. Mới đầu đòi em kia thương lượng mà kiểu ăn nói chuyện sắc đáo. Ông thấy mùi cồn nhiều không? Anh công an bảo 18 bao nhiêu, nói chung là 18. Không biết là nặng lắm anh. Em bảo 18. Nếu mà xe máy là phạt 3 triệu mấy. Em không rành nữa mà. Lấy số điện thoại của anh đi, bữa nào liên lạc coi kết quả ra sao. Quay xe gậu hả? Từ từ thấy rồi. Mình đi luôn. Mình đây hả? Này chống luôn công an rồi. Ừ. Đồ hôm nay bị hot rồi á. Chết chết không?
rồi. Có thể tao lái luôn rồi. Thấy nãy mình đứng trong quán thấy ngã rồi, mình chạy ở dưới kia chạy lên thấy ngã rồi mình không có biết, nhưng mà đứng lại thấy một lúc sau thấy có những cái hành động mình thấy không có được đáng cho lắm. Đúng rồi, nếu mà ông nói mà đàng hoàng thì mình chấp nhận lấy tiền cho ông đi, nhưng mà thấy ông hành xử tỉnh quá làm vậy đi, chứ ông chạy ông tông người khác nữa là còn nguy hiểm hơn. Cái này mình sử dụng mình chấp nhận mình nhận bồi thường lúc đó đúng không? Dạ. Mình đòi bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà chút ông chạy lên trên kia ông tông người khác nữa. Dạ. Thì do đó mới chết người đó. Dạ. Còn mình là may mắn là mình chỉ té xuống không sao đúng không? Đổi luôn á, té mà dạy mà không sao quá.
nói chung là ông này ông xịn quá. Nãy nói là 0.8 hay gì hả? Dạ 0.8. 0.8. Nghe quen tới 0.8. À. Alo. Đi thêm tai nạn nữa đi. Lúc đó mình đang chạy làng phía bên trong này hả? Ổng dạ, em đang chạy làng xe máy này, chạy tà này nè. À. Cái ông sau bị những xe cảm giác sao túi gì, ủi này đó, mình té rồi xuống rồi. Em còn lồng cồm, anh sao chạy còn bán em như vậy? Cái hàng không xuống, mày uống cái gì, mày uống cái gì? Không đâu, dân nó chạy ra. Rồi. Dạ mấy người dân bảo cứ kêu công an đi, để cho hắn biết. Ba. Chứ không để hắn thay đổi như vậy được. Rồi lúc đó anh điện hả? Ai điện dạ, công an? Xếp, em cũng có đến đó, em xếp em dạy kêu công an liền, công an lên liền. Hắn rồi đi, bỏ đi không à, hắn rồi chạy đi, mọi người. Bà hắn giữ hắn lại, không cho đi được. À. Tại này chỉ bị bài. Thế nó thấy mày hả? Ừ. Mới về không ơi. Rồi giải quyết sao rồi? Dạ, giải quyết sao? Xe còn lại với xe của tài xế lại. Quẹt xe của con. Dạ, xong xuống là quýnh con nữa chứ. Chứ thầy chứ không được quýnh con. Giọng nó đầy giọng nó đi mẹ. Con tao không có cái chuyện mà mấy ông kia là sẵn nó đập cho nó. Tụi mày ông đấm nó giờ đấm vô mặt nó. Cái thằng áo caro caro đó. Mẹ nó quen mấy thầy mẹ. Mẹ đập nó đâu. Nó chủ nó quen thằng. Lính lát lên lấy hồ sơ về đó, chở lên trước đó. Giờ xe hơi lên trước.